Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Vấn đề của tâm là thật sự thì không có gì trục trặc với nó cả. Bản chất của nó là vậy. Nó thuần khiết, từ nó sẵn đã bình an. Nếu có những lúc tâm không an, đó là bởi vì nó chạy theo cảm xúc. Tâm bẩm sinh không có gì cả. Nó trở nên bình an hay kích động chỉ vì nó bị cảm xúc lừa gạt. Tâm chưa được huấn luyện rất khờ dại, lục trần cho nó những ảo giác về hạnh phúc và khổ đau. Nhưng bản chất của tâm không có những thứ này. Hạnh phúc hay khổ đau không phải là tâm, mà chỉ là một cảm xúc đang lừa gạt chúng ta. Tâm được huấn luyện dễ bị đánh lạc hướng và chạy theo những thứ này. Nó quên chính nó, rồi chúng ta nghĩ rằng đó chính là chúng ta đang tức giận hay vui sướng hay gì đó. Nhưng thật sự thì tâm của chúng ta đã sẵn tĩnh lặng và bình an, thật sự bình an, giống như chiếc lá vẫn đứng im chừng nào nó chưa bị gió thổi. Nếu gió đến, chiếc lá đông đưa. Sự đông đưa là do gió, sự đông đưa của tâm là do lục trần, tâm chạy theo chúng. Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Chúng ta phải huấn luyện tâm để nhận biết lục trần và không bị chúng đánh lạc hướng, để tâm được bình an. Đây chính là mục đích của tất cả sự tu hành cam khổ mà chúng ta phải trải qua.